Ở đây à. Hello. Đây nha, mình hái chuối rừng nhá, thấy hột rừng để ngâm rượu nha, uống chữa bệnh đau lưng. Uống rượu à, chữa bệnh đau lưng. Đây này, đây là chuối rừng chín tự nhiên nha các bạn nha. Đấy, đây là chín tự nhiên này, không giấm đâu. Mới chặt về đây, cộng cái cột. Vừa chặt về xong rồi. Chưa anh không cả. Cái buồng này ngon. Chưới ngon này. Nhờ, chín tự nhiên đấy. Xếp vào hòn lắm, xếp vào mâm. Cái này phơi khô xong rồi hạ phẩu hoàng. Phơi khô sao đi. Sao lên chút này. Tẩy run rồi nhà ăn này á. Ngọt đấy à? Thế uống rượu uống ngọt. Ngọt luôn. Chị nhịn ngâm đấy. Chị nhá. Chị dùng. Chuối này chín tự nhiên nha các bạn nha. Đây. Ngọt này. Cái buồng chuối này mới chặt xong. Hiếm khi có buồng chuối là chín tự nhiên này các bạn nhá. Bóc luôn. Thanh niên này. Ngọt đó. Ngọt đó. Ngon. Chuối toàn hột thôi. Phơi khô sao? Đây là mẹ mình đang thái ra xong thì phơi khô này. Sao? Phơi khô xong là sao? Sao xong thì hạ thổ nhá. Đừng ba tháng rồi, ngon lắm. Xếp ra mâm này thì phơi nó rất là sạch. Xong thì thời gian ngâm rượu chuối hột này thì 3 tháng các bạn nhá. 3 tháng thì sẽ đủ độ ngấm và đủ độ phai của chuối thì chúng ta sẽ uống được. Nóng vậy nhở, bởi vì là ngồi sân này nó bốc cái hơi nóng lên. Chuối rừng. Phơi, đây chuối rừng đấy. Đây nhà mình tự làm ngâm để uống cho nên là mình phơi rất là sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh. Con ơi chết nóng rồi chui đấy. Được cái là nhà rất là nhiều mâm. Cái này thái không cần phải mỏng quá đâu các bạn nhá. Đây. Thái độ khoảng 1 phân rưỡi. 1 phân rưỡi. 1 phân đến 1 phân rưỡi này. Chúng ta phơi nắng thì nó sẽ khô đi. Từ khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Quả xanh của ương ương cũng ngâm được. Ngọt của chín này thì ngon. Nếu mà chúng ta làm chuối chín như thế này thì nó rất là ngọt này. Còn quả xanh và quả ương thì chúng ta cũng ngâm được rồi, nó cũng có vị ngọt ngọt chua chua rồi. Nhưng quả chín này ngâm là ngon nhất này. Nhưng mà quả chín này thì cái công đoạn phơi thì nó khá là vất vả. Nó vất vả hơn, nó lâu hơn là chuối xanh. Và đặc biệt là nếu mà phơi chuối hột chín này thì chúng ta được cái thời tiết nắng thì rất là tốt. Thì phơi nắng thì nó rất là khô rất là nhanh. Đấy. Đây sang mâm thứ hai rồi các bạn. Buồng được nhiều phết nhỉ. Cái buồng này nó ngắn buồng nhưng mà quả nó to, quả to.
chưa còn có biết cái chuối này đâu. Và đây viết chuối toàn hột là hột thôi. Chuẩn bị được mâm thứ hai rồi. Được rất là nhiều các bạn ạ. May là nhà mình cũng nhiều mâm. Tha hồ phơi. Chị bệnh đau lưng chị dừng nha. Rửa nó sạch sẽ. Rửa hết nó. Chắc quyết định bán đất rồi đấy. Bán nhà mẹ. Bố ở lão nhỉ?